Hello, xin chào các bạn đã đến với video hướng dẫn chia sẻ học hát hay, dạy hát hay của mình. Và hôm nay mình sẽ thuận theo ý mọi người với ca khúc Phía Sau Một Cô Gái. Bài này khó nha, bài này cao, bài này hay. Ok, mình sẽ dạy cho mọi người để cho mọi người có góc nhìn là bài này không khó hát đâu nếu áp dụng kỹ thuật của mình. Kỹ thuật rất là hay, có thể giúp cho mọi người hát hay hơn, hát tình cảm hơn. Đó là kỹ thuật nức nở. Trong kỹ thuật nức nở chúng ta có những bước sau đây, ví dụ như là chu mỏ và mếu. Ok, và sau đó đưa cái hơi ra cái phần chu mỏ mà mếu của mình, và thế đó là càng nức nở thì giọng mình sẽ càng hay, càng lên cao. Ok, vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ hát lại câu đó, bài này mấy ca khúc đó đúng tâm luôn, tâm phá thứ vô. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sóng bong chóc thu bè lại vừa bằng một cô gái. Hay anh rất hay ha. Đó, kỹ thuật nức nở của mình rất là hay, nó là sự tuyệt diệu, nó là sự công phu. Rồi bây giờ mình cùng nhau mình vô mình hát từng câu với kỹ thuật nức nở nha. Bạn thử đi, mình có một chiêu, một chiêu này rất là hay, xài được tất cả các bài hát. Ok, với cái quãng giọng của mình nha, nhiều khi cao quá các bạn gướng, các bạn chưa quen cái kỹ thuật thông thoáng trong kỹ thuật nức nở thì phải có thông thoáng cổ. Thứ hai là sao, các khoảng vang phải được mở. Cái thứ ba là hơi thở phải support vào được trong cái sự nức nở đó đó đó. Cái đó là ba yếu tố, hiểu chưa? Nếu mà chưa có thì học từ từ nha bạn. Rồi bây giờ mình vô mình hát thử, mình nức nở thử hên xui, ai biết mình có đâu, ai biết hên xui mình làm được, đúng không? Ai làm được thì nhớ comment bên dưới nha. Thầy ơi em hát nức nở được rồi, hay lắm thầy ơi, ví dụ vậy. Ok, vô. Thả lỏng người, buồn, lấy hơi thật là sâu vô nha. Buồn. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh, không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Phiêu 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 vô. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sóng mong chốc thu
bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng được chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt em hồn nhiên nên là thế không? Ghê không? Kỹ thuật nó ghê lắm, nó giỡn đâu, cao siêu lắm ấy. Không phải rằng vừa đâu. Kỹ thuật này là kỹ thuật do mình tự chế. Trong cái quá trình mình làm, mình thấy mình thích sự đơn giản, mình thích sự sáng tạo. Nên khi mình học thanh nhạc là mình luôn chế biến ra những cái kỹ thuật để nó đơn giản, áp dụng vô là hát được liền. Đó, cái đó nó mới hay. Tập nùi kiến thức vốn được. Ok nha. Đó, thì khi mình hát mình cần thả lỏng cơ thể ra, lấy hơi thật là sâu, và sau đó truyền cái hơi đó, dù mình mưa mới lấy á, mình truyền cái hơi đó vào trong sự nức nở của mình, giữ chắc cái sự nức nở lên, đừng để nức nở nó rớt. Mình làm lại lần nữa nha. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì, đúng không? Cái hơi được tác động lên trên cái môi của mình, sự nức nở của mình trên môi nè. Và cứ thế là nó nức nở, nó hát. Đừng để cho cái môi nó bớt, nó hết sự nức nở do hơi. Rồi tiếp tục. Lấy hơi sâu ha. Thả lỏng nó lấy hơi. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cái chữ này cao ha. Để có thể ngắm son và son. Lúc son cũng khá cao, nó không cao lắm, nhưng mà tới lúc này là bạn phải chuyển sang mid. Bắt buộc phải chuyển sang mid thì nó mới nhẹ, nó mới thoải mái được, chứ bạn kéo cổ lên là nghe nó nặng nề, nó kéo chết lên ha. Đó thì cái kỹ thuật này nó sẽ giúp mình có luôn mid luôn. Tin không? Thử nha. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng nguồn sóng bóng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt em hồn nhiên nên là nó tình cảm. Hát nhẹ nhàng như vậy, cảm giác thả lỏng cơ thể ra, mặt buồn, lấy hơi sâu, đưa dưới nước nở, méo. Là nó ra được mà hát. Lại lần nữa nha, tiếp tục có thể là chẳng một ai vô. Vô nè. Chẳng một ai có thể cạn được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai càng ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi, yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón bụi chiều.
môi son thức dậy, được thấy một người nằm cạnh ngủ say. Nên anh lùi bước về sau, nước nở lên để thấy em gió buồn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả cuộc sống bóng chốc thu bề lại, vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Còn một sớm bóng chốc thu bề lại, vừa bằng một cô gái. Yeah. Hay anh vẫn sẽ từ ấy ánh mắt em hồn nhiên đến là vì sao em không thể gặp được anh sớm hơn. Đó, sự nức nở, sự buồn bã, sự rên rỉ và hơi thở được support vào mở cái khoảng băng là tự động giọng hát của mình đó. Nó hay lên một cách lạ thường lắm. Đó. Ok ha. Đó thì cái bài hát này thì cũng như vậy thôi, quay lập tới lập túi là giai điệu thì cực kỳ dễ nhớ. Vì vậy thành công, rất thành công trong thị trường ở cái giai đoạn thời điểm đó, cách đây khoảng 4-5 năm gì chứ. À. Rồi, thì bài này chỉ tới đó thôi, tới đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn sẽ hát hay hơn, thành công hơn. Và còn những câu hỏi thắc mắc nào thì hãy liên hệ mình nha, đặt câu hỏi để mình có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về thanh nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.